Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi người Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa gọi là ngày lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không ai làm kín dấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó, hãy tỏ bình cho thiên hạ, bởi chân chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Galilê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách giấu kín, không thố lộ. Vậy, các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, này người chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai cứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao, mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp. Cớ sao các ngươi tìm kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, người bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi, phép đó không phải bởi Môi-se, nhưng bởi tổ tông. Và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát, cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát, mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ. Thế mà, chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang dạy trong đền thờ, thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta đến. Vậy, họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng, nhiều kẻ tin Ngài nói rằng, khi Đấng Christ đến, sẽ có nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, các lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Gờ-rét và dạy dân Gờ-rét chăng? Người đã nói rằng, các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng,
Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói, người này thật là đấng tiên tri, người khác thì nói, ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói, đấng Christ há từ Galilê mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem, là làng vua David sao? Vậy, dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài, có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy, bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và cùng người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói rằng, các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước đó có đến cùng Đức Chúa Giêsu và là một người trong đám họ, nói rằng, luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng, ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilê mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình.